Cha ơi, cha ơi, như vậy là đã hứa rồi. Các con, các cháu và mẹ chỉ gần bên cổ áo quan của cha. Đêm nay là đêm cuối, rì rạng sáng ngày mai này đây, các con, các cháu sẽ tiễn cha ra đi mãi mãi. Cha ơi, cha ơi, đây là ba nén những đứa con thơ. Tôi cứ rồi còn chi nữa mẹ ơi, cha bỏ cả con đi mãi không về. Rồi đây những ngày còn nằm đó. Chứ có biết chân hôm nay các con, các cháu đã trở về đây đông đủ mầm. Đồ trên mặt căng tăng mà dòng lệ tuôn trào. Dành dòng chỉ xin đối bằng sự sống của cha con. Có nỗi đau nào chia cách tình thâm, có nỗi xót xa nào bằng sanh ly tử biệt. Trách đỏ âm như sao vô tình đưa rước, sớt kiếp ta cầu tre lấp leo, cầu tre lấp leo gặp gần khó đi. Có đi và chết có
mẹ vỗ về ấp ủ nâng niu, nhưng ngày nay cha đã rời xa bỏ con tớ một mình lạnh lẽo. Cha tôi nghe tiếng nghẹn ngào nắng nở của những người tâm đang sống ở trên đời. Trời, trời trên đập đó, cho cô ghé chân nhường lời cho cô đi rêu gọi cha không. Hôm nay gia đình mình đông đủ lắm, cô bác khổ khàm cũng đã đến đây chia buồn cùng các con và mẹ. Chơi chơi ngày các cháu thơ thành nhờ chi mì mua tặng trong từng tấm khăn manh áo, muôn chưng cho ông từng dần là món ngon, và hát cho ông của cháu nghe bài ca nào hay nhất. Người tấm lòng của ông đã thương cháu thương cô, nhưng giờ đây cha đã không còn nữa. Cho đất nằm trời đau, cho lòng con tan nát, cho nỗi nhớ thương dài rước trong lòng. Âu quan đã liệm kinh gia rồi, ngàn thu ly biệt rồi chơi. Chiều chiều tựa cửa chờ trong ngõ, còn thấy đó mà bóng cha con đâu rồi. Và một lần nữa Duy Lân cũng xin thay mặt cho gia đình tang lễ xin kính thỉnh ông bà cô bác và tất cả anh chị em ai có tấm chân tình dâng hương và cúng điếu, và cứ tự nhiên bước vào bên trong dâng hương lệ Phật. Các cháu phục vụ chỉ đứng nép một bên không có gì cản trở, mong ông bà cô bác và tất cả anh chị em thông cảm cho. Và để tiếp nối chương trình ca cúng, Di Lân cụ xin phép gia đình cho Di Lân đóng vai một người em để hát tiện anh mình một lần sau cuối. Bài hát được mang tên